Một thông tin khá sốc với người tiêu dùng khi mới đây hãng tin Bloomberg của Mỹ cho biết chất hóa học có tên triclosan trong kem đánh răng Colgate Total hiện đang được hàng triệu người Mỹ dùng mỗi ngày, được quảng cáo là phòng ngừa các bệnh về niếu nhưng lại có thể gây ung thư và dị tật. Colgate Palmolive, công ty chủ quản của nhãn hàng Colgate Total khẳng định triclosan không gây nguy hại gì cho sức khỏe con người khi sử dụng, bởi loại kem đánh răng này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA chứng nhận an toàn từ năm 1997. Tuy nhiên, với hiệu lực của luật tự do thông tin từ cuối năm ngoái, những tài liệu đánh giá độc tố trong kem đánh răng Colgate Total đã được công bố rộng rãi tới công chúng hồi đầu năm nay. Theo đó, FDA không hề tiến hành các thử nghiệm cần thiết mà dựa hoàn toàn vào tài liệu khoa học do chính công ty Colgate Palmolive cung cấp để phê duyệt chất lượng kem đánh răng Colgate Total. Trong một bản báo cáo dài 35 trang, chính FDA thừa nhận họ lo ngại về chất hóa học triclosan có thể tiềm tàng nguy cơ ung thư. Nhiều nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng triclosan thực sự đáng lo ngại. Chúng có thể gây sinh non và hệ xương không phát triển đầy đủ ở động vật. Mặc dù vậy, cho tới thời điểm này, Colgate vẫn cho rằng 35 trang báo cáo trên vẫn chưa thể chứng minh triclosan có hại đối với con người và nhấn mạnh thêm triclosan chỉ nguy hiểm khi dùng với liều lượng lớn. Trong một động thái liên quan tới những lo ngại về độc tố của triclosan, các nhà làm luật bang Minnesota đã quyết định cấm dùng chất này từ tháng 5 năm nay. Năm 2010, Liên minh châu Âu cũng ra lệnh cấm dùng triclosan trong các nguyên liệu tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn.